nhận thấy phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững là cần câu cơm để giúp bà con nông dân vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Năm 2016, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Cờ Bang đã hỗ trợ vốn kỹ thuật cho 15 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo thôn 2 xã Lơ Cù, đăng ký tham gia thực hiện tiểu dự án nuôi heo thịt. Qua hơn 3 tháng chăn nuôi, đến nay nhóm tiểu dự án nuôi heo thịt đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, trung bình mỗi con heo nặng từ 50 đến 55 kg một con. Nhằm giải quyết hiệu quả bài toán việc làm và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, người đồng bào dân tộc thiểu số đang làm ăn và sinh sống trên địa bàn xã Lơ Cù. Tháng 7 năm 2016, Ban Quản lý Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã hỗ trợ 60 con heo giống, vật tư đầu vào, gạch xi măng, thức ăn tổng hợp để giúp cho 15 hộ nghèo thôn 2 xã Lơ Cù đăng ký tham gia thực hiện nhóm nuôi heo thịt. Khi mà được biết về cái dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên á, thì bà con của thôn cũng rất là phấn khởi. Hiện tại là chúng tôi áp dụng được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi này, rồi áp dụng khoa học kỹ thuật và được sự hướng dẫn tận tình của cán bộ CF, thì chúng tôi thấy hiệu quả nâng cao rất là nhiều. Các thành viên của tổ cũng như bản thân tôi là cũng rất là cảm ơn dự án, cảm ơn những cái thành viên của ban phát triển đã giúp chúng tôi cải thiện được cuộc sống. Trong quá trình triển khai cho bà con thực hiện tiểu dự án nuôi heo thịt, cán bộ hướng dẫn viên cộng đồng đã chủ động phối hợp cùng ban phát triển xã, ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Cờ Bang thường xuyên tổ chức phổ biến về các chính sách hỗ trợ của dự án để bà con nhân dân nắm bắt và áp dụng vào quá trình chăn nuôi như tập huấn kỹ thuật, cách phòng trừ dịch bệnh thường gặp trên đàn heo và hướng dẫn các hộ dân cách xử lý tình huống lúc heo bị bệnh để tránh tình trạng đàn heo bị chết gây thất thoát về đồng vốn cho bà con. Qua cái thời gian mà chăn nuôi cũng như thực hiện cái tiểu dự án tại thôn 2 á, thì trong cái đợt lập kế hoạch 2017 á, thì hầu như là qua đánh giá chung thì nhóm heo thì cơ bản là đạt, và từ cái mô hình này trong cái thời gian lập kế hoạch thì cũng đã một số thôn làng thì cũng đã đề xuất, thì hiện nay thì theo kế hoạch 2017 và 2018 ấy, thì xã là dự kiến cũng như là theo đề xuất của người dân là sẽ thành lập thêm 6 nhóm heo nữa để nhân rộng cái mô hình chăn nuôi heo thịt ở trên địa bàn xã. Được dự án hỗ trợ 4 con heo giống một hộ, mỗi con nặng 12 kg, lúc mới bắt tay vào chăn nuôi, các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về khâu chăm sóc. Nhưng qua một quá trình nuôi, được cán bộ CF hướng dẫn tận tình cho bà con về kỹ thuật chăm sóc và sử dụng thức ăn cho heo, nên đàn heo ít bị dịch bệnh. Đồng thời, nhiều hộ dân đã chủ động hơn trong việc trồng thêm rau lang, môn và kết hợp thức ăn hỗn hợp với thức ăn có sẵn như bắp mì, cám gạo để nấu thức ăn cho heo, nên đàn heo phát triển nhanh. Hiện nay, bà con nơi đây rất vui mừng và phấn khởi vì sau bao ngày bỏ công sức ra để chăm sóc cho đàn heo đã có thành quả và xuất chuồng bán lứa đầu tiên. Vừa rồi tôi cũng được nhà nước cho 4 con thì nuôi lớn hết rồi, bán được 3 con là được 7.300.000, còn một con nữa thì thấy đẹp tôi để lại làm giống. Tôi lại đi mua thêm 4 con để tái đàn. Thì tôi cũng thấy cái mô hình này cũng có hiệu quả, thu lợi nhuận về cho chị em chăn nuôi. Xin là cảm ơn ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên. Nếu như trước đây bà con nông dân, người đồng bào dân tộc thiểu số chăn nuôi heo theo phong tục tập quán lạc hậu, chủ yếu là thả rông và không có chế độ chăm sóc hợp lý, gặp gì ăn nấy, nên đàn heo thường xuyên xảy ra dịch bệnh. Kể từ khi tham gia vào dự án, 15 hộ dân đã được cán bộ hướng dẫn viên cộng đồng phối hợp cùng ban phát triển xã Lơ Cù xuống tận thôn làng, tổ chức các buổi tập huấn về cách làm chuồng trại, chọn con giống, hướng dẫn cách nấu thức ăn và cách cho heo ăn trong ngày. Nhờ thế mà qua một quá trình áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi từ dự án hỗ trợ nên đàn heo của bà con nông dân phát triển nhanh và ít dịch bệnh xảy ra. Thì trong cái thời gian qua thì nói chung là được cái dự án của tỉnh và của bên dự án giảm nghèo của khu vực Tây Nguyên đã đưa về ở xã Lê Cú,
Nhưng mà hiện nay đang thực hiện ở tại thôn 2 thì hiện nay đã có 15 hộ đã được chương trình vừa là xây ruộng này, vừa là này khác là đã đưa về thôn 2 thì đã thực hiện, chị em đều có trách nhiệm và được bên dự án họ đôn đốc và gọi là kiểm tra một tháng thì ghi rồi là có những cái gì là người ta bảo với là chí hội trưởng rồi là để mà có thuốc men này rồi cam bạ này là đầy đủ cho cái việc chăn nuôi này. Thì hiện nay đã có một cái dự án thứ hai thì được nhân dân là người ta đồng tình, người ta có những cái hiệu quả cho nên người ta là dồn dập vào cái việc là dự án giảm nghèo của Tây Nguyên. Hiện nay trên thị trường, heo hơi có giá dao động từ 42 đến 45 ngàn đồng một kg. Sau khi các hộ dân xuất chuồng bán lứa đầu tiên, trung bình mỗi hộ thu lại từ 9 đến 10 triệu đồng. Nguồn thu này tuy nhỏ, nhưng nó cũng giúp cho bà con cải thiện một phần nào trong cuộc sống. Con cái có điều kiện được cấp sách đến trường và mua sắm một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Đồng thời, thông qua số tiền, bà con vừa mới bán heo kết hợp cùng nguồn vốn ban đầu dự án hỗ trợ, thì hiện nay cơ bản 15 hộ dân đã chủ động đi mua heo con về thả nuôi và làm đúng theo quy trình mà dự án đã hỗ trợ trước đây. Thì được sự hỗ trợ của dự án thì bắt đầu triển khai thì xã cùng với ban phát triển, cùng với cán bộ CF, rồi cùng với sự hỗ trợ của ban phát triển huyện thì cũng đã tổ chức phổ biến, quán triệt các cái chủ trương, các cái chương trình hỗ trợ của dự án đối với nhân dân để nhân dân nắm bắt và có cái đề xuất để đăng ký rồi để hỗ trợ cho các cái hộ nghèo thoát nghèo. Cái hiệu quả của các cái mô hình của dự án mang lại đó thì đặc biệt là cái mô hình của nhóm heo đó thì người dân có cái thu nhập và giải quyết được cái công nhàn rỗi tại địa phương, và sau khi bán thì người ta đã tổ chức mua lại và tại sản xuất tại chăn nuôi lại để có cái kinh phí để hỗ trợ trong cái việc mà tăng thu nhập cho người dân. Với hiệu quả kinh tế cao mang lại từ tiểu dự án nuôi heo thịt trên địa bàn thôn 2 xã Lơ Cù, hy vọng rằng trong thời gian tới, mô hình nuôi heo thịt sẽ có sức lan tỏa rộng lớn đến với bà con hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, biết đến cách làm ăn kinh tế hay của dự án để vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, thông qua việc làm ý nghĩa và thiết thực của dự án sẽ là cầu nối vững chắc để chính quyền địa phương nơi đây giải quyết hiệu quả bài toán việc làm và công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới ngày một tốt hơn.